lần theo những lối xưa độc đạo, chúng tôi tìm về ký ức của lịch sử, nơi mà các bậc tiền nhân đã sống và chiến đấu, để hiểu thêm về những trang sử oai hùng. Căn cứ địa còn được gọi là căn cứ lòng dân. Hành trình trở về ký ức lịch sử được chúng tôi thể hiện dưới dạng ký sự nhiều tập do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ thực hiện. Nếu nói địa đạo Tam Giác Sắt và địa đạo Củ Chi là căn cứ chìm, thì căn cứ Trường Sát được gọi là căn cứ nổi. Trong điều kiện địa hình vô cùng khắc nghiệt của một căn cứ xây dựng trên sình lầy, lại án ngữ tại vị trí ra vào bằng đường biển của quân thù. Vậy, các chiến sĩ đặc công Trường Sát đã xây dựng căn cứ ra sao và chiến đấu như thế nào? Đó là nội dung của tập ký sự này. Căn cứ nổi Trường Sát thuộc huyện biển Cần Giờ, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 km. Đây là phà Bình Khánh nằm trên sông Xoài Rạp, là con sông lớn dài khoảng 40 km, được kết nối với sông Sài Gòn, Lòng Tàu, Nhà Bè, chạy qua địa phận huyện Cần Giờ rồi đổ ra biển Đông. Đứng ở đây sẽ nhìn rõ kho xăng Nhà Bè ghi dấu chiến công hiển hách của đặc công đoàn 10 Trường Sát vào tháng 12/1973. Trận đánh này chúng tôi sẽ nói ở phần sau. Phà Bình Khánh sắp kết thúc sứ mệnh của mình bởi cây cầu Bình Khánh sắp hoàn thành. Cầu Bình Khánh thuộc dự án cao tốc bến nước Long Thành dài hơn 2.700 m với tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn viện trợ ODA của chính phủ Nhật Bản. Sau khi hoàn thành, cầu Bình Khánh sẽ là góp phần tác động tích cực để phát triển kinh tế văn hóa xã hội của hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Trên đường vô căn cứ Đường Sát, chúng tôi đón cựu chiến binh Thượng tá Trần Ngọc Soạn. Ông là chiến sĩ đặc công Đường Sát năm xưa. Có ông đi cùng, chúng tôi sẽ hiểu nhanh hơn về căn cứ Đường Sát. Huyện Cần Giờ kết nối với thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ có hai con đường là đường thủy bằng con sông Lòng Tàu và Xoài Rạp. Còn đường bộ là tuyến đường Trường Sát này. Con đường dài hơn 36 km được đầu tư xây dựng từ năm 2002 đến năm 2010 thì hoàn thành. Trong cuộc chiến tranh vừa qua, Trường Sát đã chịu 2 triệu tấn bom đạn, 4 triệu ca lông chất độc hóa học hủy diệt, khoảng 40.000 hecta rừng ngập mặn. Sau chiến tranh, các thế hệ thanh niên của thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ bao công sức phục hồi gần như nguyên vẹn 40.000 hecta rừng ngập mặn, đã được tổ chức UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Trước khi vô căn cứ chính của đặc công Trường Sát, chúng tôi ghé thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sát. Nghĩa trang hoàn thành vào năm 2011 tại thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 liệt sĩ, là những người con của huyện Cần Giờ và của hơn 550 chiến sĩ đoàn quân Trường Sát. Với Thượng tá Trần Ngọc Soạn, một cựu đặc công Trường Sát, cứ mỗi lần đến thăm đồng đội, những hình ảnh trận đánh chống cạn rồi triều cường cá sấu của gần 50 năm về trước vẫn thẳng xuống trong ký ức. Ông cho biết thêm, sau khi cuộc chiến kết thúc, đất nước hòa bình, việc tìm kiếm quy tập hài cốt đồng đội hy sinh luôn là nỗi trăn trở của những đồng đội còn sống. Năm 2004, trong lần gặp mặt cựu chiến binh của thành phố Hồ Chí Minh, ban liên lạc đoàn người Trường Sát xin đề đạt nguyện vọng là xây mộ gió cho những liệt sĩ đoàn người Trường Sát. Đề xuất đó được chấp thuận và năm 2005, hơn 550 ngôi mộ gió đã được xây tại nghĩa trang Trường Sát này. Dù chỉ là mộ gió nhưng đã an ủi phần nào với các thân nhân liệt sĩ và đồng đội còn sống. Từ khi có mộ gió đã có nhiều gia đình liệt sĩ từ miền Bắc tìm về nghĩa trang chỉ để xin một nắm đất tượng trưng để đưa về quê an táng. Trường Sát nằm ở phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, là một vùng rừng nước già.
Những căn cứ ở miền Đông Nam Bộ thường là những căn cứ địa được xây dựng trên vùng địa chất có nền đất rắn, có rừng già bao phủ, có hang động, tiếp giáp biên giới nước bạn. Nhưng ở đây lại hoàn toàn trái ngược. Rừng Sác là nơi tập hợp của hàng trăm sông rạch lớn nhỏ chằng chịt, ngang dọc, ngoằn ngoèo như mạng nhện, tạo nên những đảo triều xúp nổi giữa mênh mông nước. Sông rạch, đảo triều, rừng cây làm cho Rừng Sác trở thành một khu vực cực kỳ hiểm trở, một trận đồ bát quái. Vì sao lại gọi là Rừng Sác? Đã có nhiều nhà nghiên cứu đi tìm hiểu danh ngữ này nhưng chưa cụ thể. Chỉ biết nôm na gọi là Rừng Sác, thuật ngữ được dùng ở Nam Bộ để chỉ loại rừng ngập mặn có các loại cây bọc sát mặt đất ở gần bờ biển như xú, vẹt, đước, bần. Theo cựu đặc công Trần Ngọc Soạn, chiến trường Rừng Sác ác liệt là bắt đầu từ năm 1965 trở đi. Do đế quốc Mỹ bị thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, chuyển sang chiến tranh cục bộ, đưa quân Mỹ, chư hầu và phương tiện chiến tranh ồ ạt vào miền Nam Việt Nam. Địch xác định sông Lòng Tàu là đường giao thông thủy huyết mạch cho việc vận tải quân sự từ biển Đông về cảng Sài Gòn. Trước tình hình đó, đánh giá địa bàn Rừng Sác là nơi có tính chất chiến lược quan trọng, Bộ Chỉ huy miền ra quyết định thành lập đặc khu quân sự Rừng Sác, mật danh T-10, sau đổi thành Đoàn 10 đặc công Rừng Sác. Với nhiệm vụ chủ yếu là án ngữ đường thủy chiến lược trên sông Lòng Tàu, phá hủy các kho tàng, bến bãi của địch và bảo vệ bàn đạp cho lực lượng tiếp tế của ta. Về thăm đặc khu Rừng Sác, mọi người có thể xem lại những kỷ vật là một phần của cuộc chiến chống Mỹ, cùng nhiều cảnh tái hiện chiến sĩ đặc công với vũ khí thô sơ, nhỏ gọn, đang chiến đấu với kẻ thù, với cá sấu, cùng với rất nhiều hình ảnh sinh hoạt gian khổ thiếu thốn khác. Người lính già Trần Ngọc Soạn trở nên nhanh nhẹn khi trở lại ký ức xưa. Ông nói về Rừng Sác nổi tiếng là rừng thiêng nước độc, đặc biệt là cá sấu. Chính vì thế, người lính Rừng Sác phải hết sức thông thạo, nhanh nhạy để có thể phán đoán chính xác từng tiếng động. Nghe tiếng nước quẩy phải phân biệt được tiếng động của bốn chân hay của hai chân, quân ta hay quân địch để ứng phó. Địa hình của rừng cũng khá đặc biệt, có nơi bùn lầy đến ngang lưng, nhưng cũng có chỗ khô ráo. Các chiến sĩ ta phải di chuyển trên rễ cây, tránh lội xuống bùn vì sẽ để lộ vết tích. Năm 1968, Mỹ đem chất độc hóa học vào rải ở rừng làm chết động thực vật. Những ngày tháng thiếu lương thực, các chiến sĩ phải ăn lá cây rừng để sống. Ban đầu, chưa biết lá nào lành, lá nào độc, phải quan sát hươu nai ăn rồi ăn theo, nhưng vẫn không tránh khỏi những lá cây bị nhiễm chất độc. Sau chiến tranh, nhiều người con của họ đã bị di chứng của chất độc hóa học, một nỗi đau của cuộc chiến vẫn chưa buông tha họ đến tận bây giờ. Theo Thượng tá Trần Ngọc Soạn, các chiến sĩ đặc công Đoàn 10 với lối đánh bất ngờ, táo bạo và đầy sáng tạo. Trong kháng chiến chống Mỹ, Đoàn 10 Rừng Sác đã loại khỏi vòng chiến đấu 6.200 tên địch, đánh chìm và đốt cháy hàng trăm tàu chiến và tàu vận tải, bắn rơi 29 máy bay trực thăng, thiêu hủy 110.000 tấn bom đạn, 250 triệu lít xăng dầu của địch. Trận đánh để lại tiếng vang nhất là trận đánh kho xăng Nhà Bè vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 3 tháng 12 1973. Đứng trên nóc con phà Bình Khánh, cựu chiến binh Trần Ngọc Soạn kể cho chúng tôi về 8 chiến sĩ của đội 5 đoàn đặc công 10 Rừng Sác đánh kho xăng Nhà Bè năm xưa với lời thề: đã đi là đánh, đã đánh là thắng, chưa đánh thắng kho xăng Nhà Bè chưa về. Chỉ với 8 chiến sĩ dũng cảm mưu trí đã vượt qua sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội Sài Gòn, đã tiêu hủy 250 triệu lít xăng dầu, 12 bồn butaga, một tàu tải trọng lớn và các kho chứa hàng hóa. Thì vào đến đầu lọt ở trong kho là lúc là 0 giờ 30. Bắt đầu là đặt
nổ trái, là các trái nổ. Anh em rút ra thì là 1 giờ bắt đầu nổ. 1:30 là nó nổ hết cả ngày 3 tháng 12 năm 73. Chúng tôi như được cảm nhận được bản hùng ca về chiến công hiển hách mà đoàn 10 đặc công đường sát đã lập nên. Đâu đó vẫn còn vang vọng những tiếng nổ như kho bom thành Tuy Hạ, kho xăng Nhà Bè, những tàu chiến Mỹ bốc cháy trên sông Lòng Tàu. Đã buộc tướng Mỹ William Westmoreland, tổng chỉ huy lực lượng viễn chinh Mỹ ở miền Nam Việt Nam, phải thừa nhận những người lính Mỹ ở đây đã gặp phải một cuộc chiến đấu kỳ lạ trong một cuộc chiến tranh kỳ lạ. Trải qua nhiều khó khăn, thăng trầm và thử thách, bằng công lao của nhân dân và sự nỗ lực của chính quyền, Cần Giờ đã mang một vóc dáng mới, từ vùng đất chết trở thành một vùng đất có nhiều hứa hẹn trong tương lai. Được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000 và danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2005, mảnh đất rừng sát anh hùng đã trở thành biểu tượng của lòng uy danh quả cảm về sức sống, sức chiến đấu của dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Rồi rừng sát Cần Giờ, chúng tôi đi Biên Hòa, thủ phủ của tỉnh Đồng Nai, để thăm một người mà khi nhắc tới lực lượng đặc công đoàn 10 rừng sát, không thể không nhắc tới. Đó là anh hùng đại tá Lê Bá Ước, người góp phần làm nên huyền thoại đặc công rừng sát anh hùng. Thắp nén nhang cho người anh hùng mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ. Tính đến hôm nay là tròn 7 năm ngày ông mất, nhưng căn nhà vẫn ngập tràn những kỷ vật đã gắn bó với ông trong rừng sát thuở nào. Vợ ông, bà Tuyết Vân, cũng là một cựu binh rừng sát, hướng dẫn cho chúng tôi ý nghĩa của từng kỷ vật. Cái này là con cá sấu ở chú tượng trưng ở rừng sát á. Cái này là ống thở khi đi đánh kho xăng Nhà Bè. Biết không? Ngậm cái này vô, ngậm cái ống thở vô. Rồi cái phơi đồ của mình đó, kẹp cái lỗ mũi này lại, ngậm cái này vô. Ngậm vô đưa cái này lên nè. Mình lội dưới sông. Trước khi đi đánh là phải uống nước mắm, mà nước mắm hay được ngon. Còn cái này là chiếc giày của Mỹ nè. Tức là chiếc giày trong con hào nó ăn vào. Cái kia mình đánh thằng Mỹ. Nó xuống, nó chết, nó xuống sông, chìm xuống sông. Thì cá sấu nó ăn hết người. Rồi nó còn chiếc giày của thằng Mỹ không ăn được. Thì con hào nó mới đóng nè. Đó, cho nên bây giờ thằng Mỹ mà nó mới lợi nhà chú, mà nó tìm được chiếc giày này thì nó biết cái số đế giày này. Thì nó về bển nó lật, quân nhu của nó lật ra thì nó biết là thằng này tên thằng gì. Giới thiệu một cái chiếc ghế, cái ghế inox mà thằng Mỹ nó lái tàu đó, nó lái cano, nó ngồi trên chiếc ghế đó. Mình bắn nó chết, nó lật xuống sông Lòng Tàu. Rồi cái ghế nó chìm luôn, rớt luôn. Thì cơ sở mới cào được cái ghế đó, mới cho chú kỷ niệm. Gần 50 năm đã trôi qua, những kỷ vật chiến tranh tuy đơn sơ nhưng vẫn chứa đựng những câu chuyện anh hùng của người đặc công lúc bấy giờ. Vậy là ông đã được về bên những đồng đội thân yêu. Hơn 900 liệt sĩ rừng sát sẽ đón người chỉ huy danh tiếng của mình. Người lính đặc công Bảy Ước mãi mãi là tấm gương ngời sáng, tận trung với đảng, tận hiếu với dân, trọn tình vẹn nghĩa của một chiến sĩ.